Rồi. Ok. Mình vô xếp coffee trước nha mấy bạn. It's okay, it's good. Các bạn thấy là như vậy này, mình đi một đường thấy không? Đi thật là thẳng và đều. Để làm gì? Cho cái coffee nó đẹp. Có nhiều người vũ coffee mà coffee không ra. Vũ hoài luôn, nó bị cong, nó bị này bị kia. Thì mấy bạn nên nhớ là mình chịu khó, mình tìm cái vũ nó cứng như vậy này. Nó cứng như vậy đó thì mình đi nó dễ hơn, nó đi thẳng nó đều hơn. Mà cái này mà nó mềm quá đó, mấy bạn đẩy nó vào thì nó bị cái bộ cong. Nó cắt tại tay khách thì mình nhớ lấy cây này là mình chà như vậy này đó. Như vậy hết thì hai cái đường này nó không còn bén để mà cắt nữa. Ha. Thường thường mà đa số lúc nào mua về là bắt đầu cũng phải làm như vậy hết. Chứ còn không là nó bị cắt ngay từ chỗ. Mặc dù mình tay giật tay nghề của mình giỏi, có nào giỏi cũng cắt rồi. Đó, đâm ra là mình nhớ mình chà nó như vậy là mình vũa vô là an toàn, không có lo, không lo vấn đề cắt nữa. Đó. Thì mấy bạn thấy đó, mình thấy cái cách của mình vũa không? Vũa thẳng nè. Vũa giống như là cái cưa đó, cứ cưa lại mà cưa một đường thôi. Chứ mấy bạn đừng có giật, đừng có kiểu mà làm giống như là mình điêu luyện lắm. Điều thì xưa ra mình không điêu luyện chút nào hết. Cứ một đường mà mình đi thôi. Đánh phải đánh cho chúng đi thẳng đều. Ha. Đó, bạn thấy không? À, đây mình sẽ hướng dẫn mấy bạn làm dip, nó có hai mà dip bình thường. Dip ombre một nốt nhạc và mầm sẽ làm dip trắng hồng trên bộ móng tay của bé này nữa nha. Thì trước hết mình làm mình sẽ vũa sạch mình sẽ vũa sạch cái cuticle đi. Cái vũa này là mình sẽ vũa trên cái mặt chặt Hello Lan Nail em. Hello Vinh Hồ, chủ nhật không có, chủ nhật nào cũng đi làm show hết. Cái chủ nhật nào ở nhà lắm. Chủ nhật là cái ngày làm show của David mà. Này ha. Dạ đúng là cái điểm nối này là mình phải vũ đi chứ thôi mình. Hả? Cái vũ này là cái vũ safety. Nó không có ăn vào cái bóng của người ta. Thấy không? Nó chạy thoải mái trên cái mặt tiếp này, thấy không? Nó không ăn bóng thật của người ta. Mẫu có bán bạn trai chưa? Mẫu có bạn trai. Người mẫu có bạn trai chưa? Trời ơi, bé còn nhỏ lắm. Bạn trai chưa? À. Anh bảo là cái đũa xếp thì là do cái cách đũa chứ đâu phải là do cái đầu đũa được. Không có. Nếu mà mình dùng cái đầu đũa kia mình đũa nó phạm vô cái móng của người ta. Cái này nó giúp được cái nó không ăn vào cái móng người ta. Có mấy cái móng mà mình thấy nó design để bông trong đây xong rồi nó si tu luôn á. Ồ dạ, dễ lắm. Dễ lắm. Dễ lắm, cái đó thì cái đó là mình không có chạy cái bóng này đi đúng không? Không, có vẫn chạy bình thường, mình vẫn bình thường, mình làm hết tất cả. Bỏ lên cái clear lại. Rồi mình bỏ cái bông lên xong rồi bắt đầu mình bỏ cái bột clear lên. Rồi mình vúa đi thôi. Hoặc là mình đắp bột vô xong rồi bỏ bột clear lên là mình làm được không? Cái đó là cái bông tuy đi chìm. À. Dễ lắm, cái đó nhưng mà cái đó đắp bột, cái đó là phải đắp bột. Cái đó phải đắp bột. Này. Bây giờ mình à. Bây giờ mình à. Anh bỏ thấp tốt lên nó bóng lại. Đây, mình lấy cái màu này đi ha. Em là muốn đi tái. Mấy cái màu này, mấy cái màu nude mới đây. Cái này bao tiền đấy hả? Cái đó là hôm nay không có, còn anh là người làm bạn gái. Anh người làm có bạn gái chưa? Hiện tại bây giờ là tối nay là anh đang single. Em đang ở đâu? À. Anh này là đi theo giờ. anh là tùy theo giờ. Giờ cao điểm á là nhiều lúc anh có bồ mà giờ mà khoảng giờ mà nó ế ế thì anh là sẽ single. Hả? Em còn gì hỏi nữa không em xì? Rồi bây giờ mấy bạn theo dõi là tiếp tục ha. Mình sẽ làm cái trước hết mình làm thì mình nên làm cái structure trước. À. Clear. À, cái này cái clear nhưng mà mấy bạn nên nhớ là mình làm á cái này thì mình phải xài cái chai là chai số 1 trước mình dip á cái
mình dip không, mình dip thì mình nên chài cái chai số 1 là cái chai nào, là chai bon. Chai bon để cho nó có độ bám. Nhưng mà có nhiều người xài bon, có nhiều người không còn. Có nhiều người không bon. Tùy theo mỗi người. Có nhiều người ta không bao giờ xài bon hết đó, mà cũng không bao giờ lip hết đó. Mà có nhiều người quét bon hai ba lần vẫn lip. Cách ăn thua là ăn thua, cách của mình làm thôi. Thì bây giờ là cái này là cái shop chờ mình đi trước ha. Nè. Là mình đi một lớp thì là mỏng ở đây này bạn thấy không? Cái mình thả nó xuống. Ok. Lấy nó ra. Tại vì tay này không cần phải gọi là build nhiều lắm. Mình build khoảng chừng 2 lớp thôi. Mấy bạn thấy không? Này đó. Cứ thế mình quét nó xuống. Mình sẽ làm ombre một nốt nhạc cho mấy bạn thấy ha. Làm một cái màu 25 với 60A được không anh? Được chứ. Màu 25 hả? Màu 25 anh không có ở đây. Anh lấy đại cái màu này đi nha. Okay. Coi như là nó làm trắng hồng đó. Sao cơ? Đây là clear đấy. Cái đó là cái clear. Cái clear. Đây là mình làm được một lớp rồi, mình tội tội mình làm lớp thứ hai. Trước khi mình làm nhớ phủ bụi đi ha mấy bạn. Phủ sạch bụi đi thì mình sẽ làm lớp thứ hai. Lớp thứ hai mình đi lên khoảng chừng 80% trên cái bộ móng của người ta. Năm cái liner lát nè, blue. Sau đó đưa nó vào ha, mình lấy nó ra. Đó. Nhẹ nhàng này ha. Nhớ là sơn cho thật đều và sơn cho thật mỏng, không cần phải gọi là cứ đưa nó vào lấy nó ra. Ok. Rồi xong rồi đó mấy bạn thấy không? Theo mình xong. Mình cắt cái thằng bột clear qua một bên. Dùng cái này không cần dùng cái bây giờ nữa hả? À không. Cái thằng này nó không bao giờ xài Active Builder hết. Cái này nó gọi là cái gì? Nó là Super Base. Nè, nó đầy chữ Super Base không? Cái này nó vừa dùng cho dip không cần activator, vừa dùng để dán tiếp nữa luôn ạ. Đúng rồi, làm được, nó làm được nhiều chức năng lắm. Nó có nhiều chức năng lắm. À bây giờ mình coi là mình chú ý này. Bây giờ mình đâu có xài activator đâu đúng không? Nhưng mà từ sự ra như vậy này, nó ở ngoài trời nó hơi lạnh thì nó hơi lâu khô hơn chút. Dip nó cũng giống dip nó cũng giống như là double vậy đó. Trời lạnh thì nó cũng hơi lâu khô hơn. Trời lạnh thì đâm ra nó chưa có khô liền được, chờ cho thêm chút xíu nữa. Bột chi sầu dip hay đắp đều rất tuyệt dễ làm. Oh yeah, đúng rồi đã chi ơi. Đắp dip là đều làm đẹp được hết. Mua chai đó về làm khỏe lắm, khỏi phải lo. Còn nếu đâu đứng đây đi thì còn nhiều thứ để bán lắm. Còn nhiều thứ để bán lắm. Hả? Chai đó là 6 đồng một chai. Chai nào? Chai này nè. 6 đồng mà không biết ngày hôm nay thì có sale hay không, nhưng mà chai đó là thường nó là 6 đồng chai. Cái này nó chỉ dùng được cho bột chi sầu, nó dùng cho các bột của. Còn chai này như không? Không biết ạ. Không biết có khô hay không. Chai số 2 như. Chai số 2 nó cũng 6 đồng à. 6 đồng nhưng mà nó hôm nay sale. Hôm nay sale thì không biết là sale như thế nào, nhưng mà thường sale. Ở nhà nó cần. Nếu mà chị mua chai đen đâu cần mua chai. Cái này là thay luôn cho cả cái bay bình thường ấy. Bay bình thường là bay nào cơ? Đúng rồi, nó là super mà. Nó vừa làm bay mà muốn làm top nó cũng được luôn. Nó sẽ bóng hơn cái thằng kia. Nó sẽ bóng hơn cái thằng số 4 này. Vừa thay cho số 2, vừa thay cho số 3, vừa thay số 4 luôn. Nhưng mà khi mà mình làm top á, thì mình cần số 3. Trừ khi mình làm bass thì mình không cần số 3. Còn chai này mình chai. Chai này thì 10 đồng chai, ngày hôm nay thì như là 8 đồng chai. Chai này 6 đồng chai, ngày hôm nay được 20% off luôn thì không biết là bao nhiêu nữa. 4 đồng mấy á? 4 đồng 8 á. Hello. Mình chịu khó. Ủa, mình vuốt cho nó cho đều đi ha. Cho cơ. Vuốt cho nó sơ sơ đi để mình dip vào cho nó khỏi bị gồ ghề. Vuốt nhẹ nhẹ thôi, cho nó mất gồ ghề đi thôi, chứ cái gì hết. Giờ đi đâu? Mình đang build cái nền, tại vì đây là móng giả thôi nha, móng thật thì không cần. Chị hiểu không? Tiếng nữa đi. Móng thật thì không bao giờ cần tới. Khoảng tiếng nữa đi. Móng cần thì không cần phải vuốt như vậy nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái thằng này đây, để mình làm ombre một nốt nhạc đây. Cho này Super Bay tiếp tục này, sơn này ha. Cái chai này nó là nếu mà muốn sơn cái chai này nó đặc biệt cái này. Nếu mà người nào biết xài cái chai này tới cái giọt cuối cùng luôn, không có hư, không có khô. Không khô mà không bị gì hết tới cái giọt cuối cùng luôn.
làm xong á là mấy bạn chịu khó là cái như vậy nè. Có nhiều người không biết á, hay là không phải không biết mà nhiều khi cũng biết mà hơi ẩu á. Biết mà ẩu chứ không phải là gì hết trơn á. Mình làm xong á, mình chịu khó đó, mình lấy miếng giấy này này. Ok. Mấy bạn làm xong mới lại miếng giấy này, mấy bạn để nó ra như vậy này. Tại vì cái này nó là nhựa thì đâm bạn chùi chùi sạch cái này đi. Thì cái chai này không bao giờ mà bị cứng mà bị hư hết á. Đó. Mà mình xài tới cái giọt cuối cùng luôn nó cũng chưa có hư luôn mà cái cọ vẫn còn nguyên. À. Đây nhưng mà có cái là cái chai nó hơi nhẹ thôi, chứ không có gì hết á, nhưng mà nó vừa đủ chất lượng trong đó. Đây là cái lớp đầu tiên mình sẽ làm cái màu này để mình làm ombre mà đốt nhà cho mấy bạn coi này ha. Ok. À, sơn cho thật đều ha, sơn đi sơn lại thì là đều và thật là mỏng. Thì đâm ra là khi mà mình làm á, mấy bạn thấy không, cái cách của David Deep là Deep để ngược như vậy này. Mình, ở chứ không phải là xuống đúng như vậy. Đúng như vậy đó là đúng như vậy á. Thì nó rất là nhiều lý do bị problem là khi mình sơn hơi dày nên cái nó sẽ bị sóng giận sóng. Mà mình ủi kiểu này là không bao giờ giận sóng hết. Mà ủi kiểu này thí dụ bây giờ mình có một cái màu đi mà kim tuyến toàn là kim tuyến lớn không à. Kim tuyến hột thì là bự luôn. Nhiều cái kim tuyến nó bự quá. Mình không có cách nào mà mình không có cách nào mà mình dip ăn vô được hết á, thì bắt buộc mình phải ủi bằng cái cách đó. Đó. Đây cái màu này. Những cái màu này là miếng màu này làm khôm đẹp lắm nha. Chút xíu mình làm khôm cho coi này. Lúc mình làm thường xong mình làm khôm cho mấy màu này luôn này. Mấy này vừa đít vừa đắp vừa khôm luôn này. Màu kiến thừa trong mình không có một cái hũ nào ở đây hết. Giờ lấy hũ mới. Không có một hũ kiến thừa bự. Con muốn làm khôm một món không con? Anh có thể làm một khôm. Làm một ngón khôm thì mình xin lỗi. Mình lấy cái màu đậm đậm chút xíu để mình làm khôm cho bé ha. Tại vì không thì mình không cần. Mình sẽ làm khôm bằng nước sơn, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đúng rồi, nước khôm đây, màu nước sơn treo nó sẽ đẹp hơn. Okay, à. Chưa thấy cái này. Thì bây giờ mình tiếp tục nha mấy bạn coi này, mình dip một lần này ha, mấy bạn thấy nó rất là mỏng ha. Nè, cái chai này nó như vậy nó rất là mỏng lắm. Nè, mình làm lớp thứ hai này ha. Nè mấy bạn coi này ha, lớp thứ hai. Mấy bạn nhúng nó vào là mấy bạn cũng vậy này. Mình giữ là 1 2 3. Hey Noma Gonzalez. I'm doing dipping right now. Ok, so còn thiếu nhiều mình sẽ đi qua bên đây mình làm cái màu này cho bé đi ha, bụi bụi đi này, làm cái màu này để mình lát nữa mình làm thí dụ bây giờ mình làm trắng hồng đi ha, mình làm tay này làm trắng hồng đi này. Ok, nhớ là mình sơn cho thật đều ha. Thì nếu mà mình làm trắng hồng đó thì mình lấy một lần hồng thôi. Ok, giữ nó ra rồi sau đó mình để qua một bên rồi mình sẽ làm trắng. Mình là cái trắng đó đây này, cái trắng này là cái trắng super white. Cái trắng super white này nó có cái là như vậy. Mình dip một lần thôi. Mình giữ nó lâu lại chút xíu. Mình dip lần thôi. Tại vì có nó đẹp hơn. Mình cứ để yên vậy đi. Nè, mình phủ bụi đi này nha mấy bạn coi này. Ok. Để David giũa cho nó. Đâu là đó hết cái đó. Đó mình làm cho nó đẹp hơn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sơn. Sơn nếu mà mình sơn cái đó đó, mình sơn cái thằng này thì nó khô nhanh quá. Mình sơn cái thằng base này thì đỡ khô nhanh hơn. Tại vì mình muốn cho nó chậm khô mà. Thì nó mới cái bám vô cái nó mới đẹp được, nó mới giữ lâu được à. Nhưng mà cái quan trọng mấy bạn nên nhớ như vậy này, mấy bạn phải sơn thật là đều à, đều thì là đều luôn này, đều bao nhiêu đó thì cái trắng nó sẽ đẹp bấy nhiêu à. Mình đi qua đi lại rất là nhiều là mình đi thật đều. Mấy bạn đẩy vô này, đẩy mấy móng này, mấy bạn đưa nó vào này ha. Mình làm trắng thôi, mình làm trắng nhưng mà mình giữ nó luôn trong đó ha, mình giữ luôn trong đó. Không cần phải dipping dish à, mình giữ nó nằm trong đó. À, mình làm fan nhưng mà sau đó nhớ là mình phải bỏ cái màu, đừng có bỏ màu hồng vô nữa, mình bỏ cái màu clear vào à, nhúng vào cái màu clear giống như vậy này à, mình giữ như vậy thì cái clear này nó không có làm hư cái trắng của mình. Nếu mà mình dip bây giờ mình tiếp tục mình dip cái pin vô đó nữa đó thì cái pin này nó dính vô trên đây làm hư cái này của mình đó ha. Sau đó này bây giờ mình tiếp tục mình làm lớp thứ hai này nha. Thì lớp thứ hai này mấy bạn nên nhớ là mình làm cũng vậy luôn, y thì vậy luôn, thật là mỏng. Ok, và mình không làm trắng nữa, mình đã nói là mình làm trắng chỉ có một lần thôi thì bây giờ mình chỉ có làm clear lên, mình bỏ cái clear vào đây đó. Rồi giữ nó ra coi như là mình xong ha. Vậy đi, cái đó là trắng hồng clear. Hello Wanda, khỏe không em? You see how I did that Monoma? I only do one time so only. Ok, rồi bây giờ mình sẽ mình dip
mình lấy cái màu màu mình làm bây giờ mình làm màu thường đi nha, mình làm màu thường đi để chút xíu nữa mình sơn gel, mình sơn gel xong rồi mình sẽ làm chrome. Các bạn theo dõi ở đây thì bây giờ thí dụ bây giờ mấy bạn deep thường này, deep thường là deep màu này nè, màu clear thôi chứ không có gì hết đặc biệt hết tất cả. Ok, mình sẽ làm lên clear ấy. À, ok, clear lên này ha. Cổ này trắng mà. Nếu ok, như vậy nha. Mình đỡ deep vào trắng rồi, như vậy mình sẽ làm này, mình sẽ làm marble. Ok. Ha. À, mình sẽ làm marble luôn, tại vì mình coi như là mình cỡ nào mình cũng làm ra được hết á, mình lỡ deep cho trắng rồi. Marble bằng sơn hay bằng gì? Làm marble bằng deep luôn. À. Anh trả lời cho Linda biết nha. Linda, cái gì đó em? À, em có ấy anh hả? Em có inbox anh hay sao vậy? Anh chưa có thấy. Ok, có gì để tối anh về anh coi coi. Em sao? Rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình làm nha. Mình sẽ làm thêm một lớp nữa tại vì bây giờ mình sẽ làm marble mà. Mình sẽ làm thêm lớp nữa mấy bạn coi này. Ok. Này. Ha. Giờ deep trắng ha, deep white nha. Cho nó vô thêm lớp qua nó đi. Rồi, lấy nó ra. Rồi, bây giờ mình muốn làm marble thì mấy bạn theo đây. Mình có những cái màu. Này, có những cái màu này. Hai màu này đi, kệ nó rồi. Vậy. Trừ một ngón một nốt nhạc nha. Rồi, có. Mình có làm một nốt nhạc là tính là màu này là một nốt nhạc này. Rồi. Rồi, nếu mà này, tiếp tục mình sơn treo lên này. Thấy không? Mình coi mình sơn treo lên này. Sơn base lên, sơn base lên này. Là mấy bạn muốn làm marble mấy bạn lấy nó vào này. Ok. Mình đừng có lo là cái cọ của mình nó hư. Không, đừng có lo. Không bao giờ mà hư được hết á. Nó hư là tại mình thôi chứ không phải dễ là con để nó không. Tiếp tục này không? Mình làm xong. Mấy bạn đưa nó đi. Thấy không? Bây giờ mấy bạn thấy nó loang ra không? Làm không? Nó đâu có gì đâu mà lo nó khô hư đâu. Cứ thế mà thấy. Đó. Ừ. Làm khi mình làm xong rồi đó. Đó các bạn thấy không? Coi này đi này thấy không? Đều này thấy chưa? Lấy bên đây nữa nè. Đó. Cái này gọi là marble ha. Nè thấy chưa? Nó marble này nè ha. Này thấy không? Mình xong rồi nè mấy bạn nhớ này, mình lấy cái này mình chùi nó đi này thì làm sao mà hư cọ được? Làm sao mà hư cái cọ của, làm sao mà hư cọ của mình được? Không bao giờ mà hư cọ hết. Mấy bạn thích ghê được là không bao giờ hư cò hết, mấy bạn đừng có lo. Sau đó mấy bạn bỏ bột clear lên trên. Nhưng mà trong này nó có cái nhiều cái này. Thí dụ bây giờ có những cái mình thích bỏ những cái kim tuyến vào đi. À, mấy bạn coi đây. Mình bỏ flake vào đây này. Mấy cái flake này dễ lắm nè, mấy bạn để ý này ha. Mình lấy mình chấm miếng giấy ngay đây. Thì thằng này nó mới dính vào. Rồi mấy bạn. Đó. Thấy không? Nó đụng vào đây. Đừng có bao giờ đụng cái cọ nó vào. Tại biết sao mấy bạn đụng vào cái cọ đó là nó sẽ hư cái cọ của mình liền. Tại vì cọ đụng cái keo là cứng cọ mà. Đúng không? Thì đâm ra nó chỉ cần có chút xíu ướt thôi là nó dính cái đó vô rồi, mình phủ nó đi thôi là sạch thôi. Sau đó mình bỏ cái bột này là bột clear đúng không? Nè bột clear make sure. Nhưng mà bây giờ mình better là mình để như vậy nó tốt hơn này, mình rắc nó lên như vậy nó an toàn hơn cho cái màu này. À. Cái này là gọi là cái marble đó bạn thấy chưa? Marble của deep nha. Hả? Này đây. Đằng này để chút xíu đây, chút xíu không mình thấy anh kìa. Không thấy anh nè. Không thấy anh. Anh ngồi đây ngay đây chừng đây mà em không thấy. Không nghe tiếng được rồi. Anh cái chai đó chai số mấy vậy anh? Chai đó chai base thôi. Chai base thôi. Chai base thôi. Đây cái này mình làm thêm lớp nữa này, mình làm như là hơi mỏng mà phải. Để chút xíu mình làm on đây mà nốt nhạc trên cái bộ này, trên ngón này ha. Rồi. Giờ còn ngón út này. Bây giờ mình làm gì đây? Mình làm chrome gel nãy anh nói. Mình làm chrome. Ờ ok, là làm chrome đây. Ngón nào là làm ombre ạ? Đây cái này chú xíu làm ombre ngón này đây. Chú xíu mình làm ombre ngón này. Bây giờ ngón này mình làm thường để mình làm chrome. Mấy bạn theo dõi nha, mình sẽ làm chrome cái ngón này. Nè, mình chrome mà tại mình sơn gel để mình làm chrome đó. Nè đi sát vào này không? Đi sát thật đi thật đều vào. Đúng rồi. Đây này đó vô thấy là rồi đó ha, phủi bụi đi ha mấy bạn, nhớ làm gì làm phủi bụi đi này, rồi bắt đầu mình tiếp tục mình làm lớp thứ hai. Đây bây giờ cái đó đắp cái lớp này là 5 lớp luôn ha, 4 lớp rồi đó. Ừ. thì coi như là mình build shop chờ xong rồi, bây giờ mình lớp hai lớp màu nữa, mình coi clear như là hai natural. Cái này là clear là natural là lớp màu nữa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái hai lớp clear sau thay như là hai lớp màu á.
À, bây giờ mình làm cái thằng này đi. Nhưng mà cái clear với cái natural giống nhau hả anh? Sao anh có cái để anh label natural hả? Dạ, cái clear cái natural giống nhau. Mình muốn lấy thằng nào cũng được hết. Tùy theo. Mình muốn làm clear, mình làm natural, làm clear cũng được. Cái màu này á, là cái màu nó làm chrome được. Mấy cái màu này làm chrome được hết này. Bạn thấy cái màu này nó vậy này. Làm chrome mà dipping là làm sao? Làm chrome mà là dipping chút xíu nó làm luôn này. Chút xíu nó chỉ cách làm chrome dipping luôn này. Yeah. Cái này thì bây giờ mình làm, mình có kim tuyến. Mình sẽ làm cái block. Có nghĩa 5 ngón này là 5 technique rồi đã. Rồi làm đủ kiểu hết đây này. Đủ kiểu hết. Làm đủ kiểu hết này. Mình mỗi loại. Dip nhiều kiểu này. Nhiều. Đâu có gì đâu, khó đâu anh. Dễ lắm, không có gì đâu. Ngón đấy là anh đang làm cái gì đấy ạ? Hả? Ngón này đang làm cái kiểu nó kêu là design blocking này. Half and half á. Blocking với Mozart. Vậy thôi. Sướng quá ha, làm này mau quá ha. Wow. Nó blocking. Ừ. Ừ, ha. Nó là cái kiểu design blocking. Xong rồi sau đó mình chạy, mình bỏ vài cái cục diamond lên là mình xong. Lấy tiền phải ra. À, mấy bạn thấy không? Mình tập lớp thứ hai này nha. Mà nói chung là cái thần thái xéo qua xéo lại đừng. Đúng rồi. Anh nói đúng rồi. Anh thua là phải thần thái. Vậy cái bột anh đang dùng đó là liking. Cái bột này là màu mới, nguyên cái đám này là màu mới hết á. Ừ. Phải số mà nốt nhạc 20. Không phải 25 nó là khác. Cái đây là màu mới này, 105 là màu mới này. Màu này là màu nude mới này. Màu này là màu nhanh hơn đắp bột nhiều. Vậy cái nhanh hơn nhiều. Mà màu này là màu 102 mới này. Vậy cái thing mà của nốt nhạc mà 025 được không? Solid 25. Solid 25 đẹp lắm, đúng rồi, được chứ? Được luôn. Được chứ? Miễn sao là cái nền, nó đúng ra là cái màu nền, mình nào màu nền cũng được hết á. Solid 25 màu hồng. Solid 25 màu hồng, cực kỳ đẹp luôn. Đó là cái màu để làm ombre mà nốt nhạc của Pink White đẹp lắm. À. Bỏ đây ha. Rồi cái màu này màu tím, cất vô qua bên. Rồi bây giờ mình dũa xếp cho mấy bạn coi này. Cái trước hết mình sẽ làm, mình sẽ dũa xếp ha. Phủi bụi đi. Rồi. Cái này, cái ngón này là mình sẽ làm, mình sẽ làm cái nó gọi là cái chai bay số 2. Cái sọ ombre mà nốt nhạc. Chai bay số 2 là bao tiền này? Cái chai bay này hả? Chai bay 6 đồng, hôm nay sale 20%. Bay thường ấy. Thì bay nào cũng hôm nay cái số 2 là cũng lại có 6 đồng à. Hôm nay là 50%. 50%. Ờ 20%, 20% lộn. 50% là xong luôn á. Mất chóp. Mất chóp luôn, bị đuổi luôn. Thấy không? Đâm ra nè, cái thằng này nó là đầu dúa này, là đầu dúa dipping này. Mình dúa nó không sợ bị mất bột. Thấy chưa? Này mình đi sát vào cái đi cầu này, thấy chưa? Thấy không? Chạy cho nó cái đi cầu của mình nó tròn này, thấy không? Thấy không? Không bao giờ mất bột hết á. Đứt tay khách thì mình phải cẩn thận thôi, nhưng mà ít khi nào mà đứt nổi, tại vì nó không có được đó. Này không, mình làm. Cái cây này là cây 10 đồng mà. Cây này cây 10 đồng đó. Đúng rồi, cây này cây 10 đồng đó. Không lấy rồi. Cây này là cây 10 đồng đó nha. Nếu muốn giỏi lắm nha, cái gì cũng mua hết nè. Hiếu kỳ phải không? Không, làm gì làm, đồ nghề mình phải có. Đúng rồi, không có đồ nghề. Không có đồ nghề làm bực mình lắm. Mình ngồi xuống cái bàn của mình quay đi quay lại, đồ nghề mình mất là mình thấy mệt rồi đó. Nhớ là cứ có 2-3 bộ, có bạn nào mà mượn mình bộ, mình còn bộ khác. Hello Tammy, em khỏe không? Đây là cái này. Cái này bây giờ mình làm ombre một nốt nhạc cho coi này. Mấy bạn theo dõi nha. Mình làm tới ngón nào mình làm xong ngón đó. Màu mới đẹp, quen đam đẹp lắm em. Rất là đẹp luôn. Nè. Ok, mấy bạn theo dõi ha. Ombre một nốt nhạc là làm cái gì? Cần chai nào? Cái chai mát gel, đúng không? Các bạn nhớ là mình phải có cái chai mát gel ha. Đây, xong đây. Chai mát gel này đây. Này. Các bạn không cần phải sơn đụng lên trên da, không cần phải sơn sát vào da đâu. Ok. Sơn 97-98% là mình xong rồi. Tại vì ombre ngoài không. Nó đâu dính lên trong, đâu ra không cần vô sát. Nhưng mà cái quan trọng chỗ này này, mấy bạn phải sơn cho thật đều. Và mấy bạn phải sơn hai góc này này. Đó. Tại vì hai góc này thường thường nó hay bị chóc lắm. Nếu bạn không sơn đều nó sẽ bị chóc. Khách đi là khách đi 3 tuần luôn, trở lại còn nguyên si, không chóc một miếng.
30 giây. Rồi mình sẽ cho nó là 6, cái này là 60 giây. Ok. Ha. Sau đó mình sẽ làm ombre một nốt nhạc trên cái ngón đó, là mình sẽ làm cái chai OM60A. Đó, các bạn thấy chưa? Nhớ là OM60A nha. Chứ lấy mấy cái màu khác ra làm ombre một nốt nhạc không được đâu. Bắt buộc phải cái màu đó nó mới ra được. Có cái list mà cái nào mà được có cái list ở trên Facebook của David Hoàng, nó có cái list ở trên đó, là cái màu nào làm ombre được cái nào là nằm trên hết ở trên đó luôn. Lấy nó xuống là mình làm thôi. Mấy bạn thấy không? Trước khi làm nhớ xét cái hũ bột cho nó đều lên. Đó. Mình lấy nó ra. Okay, cái màu OM60A này. Rồi. Đây, lấy ra cho. Là mấy bạn chú ý này, sau đó mình làm một ombre một nốt nhạc này mấy bạn thấy không? Thì thường thường nếu mà mấy bạn biết là cái màu hồng đó thì nó sẽ đẹp hơn. Cái màu này nó hơi đỏ. Nhưng mà mấy bạn nhìn này, tại vì nó màu đậm thì nó lên mặn hơn. Nó mình cứ nhấp này. Mình đừng có nhấp tay người ta mà mình để tay người ta xuống cái hũ bột rồi mình đẩy qua đẩy tới đẩy lui như vậy thôi. Mình quan trọng là mình đẩy bên ngoài này nó nhiều để cho cái bên ngoài này nó trắng thôi. Rồi, đó, bên ngoài nó nhiều nó trắng. Thì nó trắng từ từ nó ăn vô sâu, nhưng mà mình muốn cho nó vô sâu hơn chút xíu mình xuống nó xá xuống. Tại vì mình muốn cho nó che bớt một cái bớt cái màu đỏ đi, cho nó bớt đỏ nhiều đi. Thì nó như vậy nó sẽ ra đẹp hơn này. Thấy chưa? Đây nè, như vậy nè, bắt đầu là như vậy này đúng không? Đó, cứ như vậy. Xong rồi đi xuống ha, cứ từ từ vậy, từ bên ngoài trước xong rồi đi xuống, xong rồi đi vô sâu hết một phát. Rồi hả? Đây chị bỏ này lên trước. Nhưng mà nhớ phải bỏ chai này lên. Hơi 60 giây. Phải hơi đèn 60 giây xong rồi lấy mới ra. Hello Wendy, khỏe không? Sao rồi? Chừng nào tới? Một chầu anh, một chầu anh phải trả này, giờ tới đi. Hello em. Ok. Nè. Coi nè. That's important. 68 is the best. Nè, bây giờ mấy bạn coi nè. Mấy cục một khác cho em xem. Không được, bắt buộc phải xài 60A. Đúng rồi. Yeah, đúng rồi Wendy, có rồi. Em có lấy không anh, để dành cho em set á. Ra lấy liền đi thôi, nãy giờ anh thì như sáng giờ anh bán gần hết rồi. Nè. Này nó ra này ha. Cái đó cái base hả anh? Cái này là cái top. Top. Này cái top em. Này top gel. Nhớ là phải sơn cho thật đẹp ngay góc này này. Mình nhúng màu hồng xong rồi mình chạy máy cho nó mịn ha anh. Đúng rồi, em nhúng hồng xong bất cứ màu hồng nào sau rồi em chạy máy mịn thôi em buffer. Rồi buffer xong rồi bắt đầu mình mới coi như là mình buffer xong rồi mình mới lấy ra, mình mới nhúng vào. Cặp này em lấy cái màu solid 25 mới lại OM60A. OM60A và solid 25. Cái này là mình phải sơ thiết kế trước rồi, cái này để cho nó khỏi chắc đúng không? Không. Nếu mà deep á, mà muốn coi như là không có làm ombre gì hết á, mà muốn bỏ top lên không á thì phải sơn cái thằng này lên. Thằng này nó cũng là top, thằng này cũng là base luôn. Thì lúc đấy mình có sơn thằng này rồi. Nhớ không? Mình sơn này để mình làm một lúc nhạc đó thì thằng này cũng là base luôn. Nếu mà mình không muốn sơn thằng này thì cứ sơn thằng này là base thôi. Rồi sau đó mình khơi dành ra 30 giây mình lấy ra mình sơn top. Đó. Tại anh có cái anh bỏ này trước rồi. Đúng rồi, cũng xài base. Rồi bây giờ mình để cho bé nó khô xong rồi mình lấy ra mình là anh David nói màu mấy em? Solid 25 em. Solid 25. Em lấy solid 25 với lại OM60A. Em lấy hai màu đó. Rồi lấy ra chưa chiếu coi. Rồi bây giờ mấy bạn thấy không, coi như là nó xong rồi nè, thấy không, nó khô rồi đó. Nó khô. Cái này nãy anh làm 117 nó ra như vậy. Còn cái này là marble, còn cái này bây giờ mình sẽ làm mình vú cái này xuống nha. Để mình làm chrome bằng gel. Để cho mấy bạn theo dõi luôn cái cách chrome làm gel như thế nào luôn. Mấy cái này nè anh bỏ cái air thấp coat đi, khỏi cần gel thấp coat giùm em á. Bỏ air thấp coat đúng không? Ok được, không sao hết. Em muốn coi nó bóng như thế nào luôn. Người ta cho hơi gel. Ok, thì mình làm thường thôi, mình không coi như là miếng coi độ bóng như thế nào đúng không? Yeah. Được, ok. Cái thằng super bay này em làm top cũng được. Nó không bóng. Bóng chứ có thằng bay. Cái ear hả, nhưng mà lâu khô quá. Cái thằng Optimizer nhiều chút. Bỏ nó xong rồi chùi nó đi rồi bỏ cái số 4. Rồi bỏ. Đúng rồi.
tại vì nó nó hơi lâu khô chút. Bỏ cái súp bờ á. Chị bỏ Active xong rồi bỏ súp bờ thì nó mau khô lắm rồi, súp bờ bốn quả cây là khô liền. Nhưng mà trước khi bỏ súp bờ phải bỏ Active chứ. Yeah, nhưng mà em vẫn thấy nó không bóng bằng cái thấp khô, gel. Bóng, gel thì không bằng gel đâu. Gel mà muốn bằng khó bằng gel thì gel bằng này nè. Thì hơi hơi này không chưa có Active. Nó không có gel là nó hơi khó á, khó. Nước thấp cốt thường á. Này mình chưa có bỏ, nãy mình không có bỏ cái, tại vì mình này cái này mình đít thường này, mình không có bỏ cái activator, tại vì cái thường á thì khi nào mình làm cái super mình lấy thôi. Mát gel đó làm mát top được không anh? Được chứ Vina, được chứ Vina, em làm mát top là thoải mái, không có chuyện gì xảy ra. Về đây làm mát top luôn cũng đẹp. Làm mát top đẹp lắm. You want a matte top coat here? Huh? Yeah, you want to? I put diamond there for you. Okay. I can put the flower here for you. So, does she have different stuff on it? Cho nó đeo, nó có được 5 ngón nó đeo. No. Về mẹ làm cho 5 ngón kia. Mất cái bên góc đó là mình làm xanh, mình làm bông tí đi. Không thấy rõ hả? Ok, bây giờ mình vũa. Ok, Tracy, anh chỉnh lại rồi. Anh để xa quá. Rồi. For what? No, you're not going over there by yourself. No, you're gonna go in the gym alone. Ôi em 60 à. Nhớ là lấy cái màu solid 25 nha, nó đẹp hơn. Lấy cặp luôn nha. Solid 25 với OM 60A nó ra đẹp hơn. Tại vì cái màu này nó hơi đỏ, nó không đẹp lắm đâu. Cái màu OM 25 nó đẹp lắm. Nó rất là đẹp. Máy trên không thấy rồi. Sao thấy? Em muốn ngồi sáng vô nó không có nghe chị ở gần nhà. Em biết. Ôi cái ombre đẹp quá. Ombre đó hả? Cái ombre màu nước nhạt đó. Nhưng mà cái đấy anh đã bóng rồi mà, à lại anh đánh chrome à? Không, cái này mới chưa đánh chrome. Cái này là xong rồi đó. Xong rồi. Chưa, bên này đang vũa bên kia đã bóng rồi hả? Không có, tại vì mình làm cái mình làm từng ngón một. Cái tóc không nó đâu còn leo xuống hả? Không, cái tóc nó không no len gì. Mà nó không có bị yellow. Đúng rồi, OM 60A nó chính xác nó đó. Nhớ lấy màu số 25 nữa nha. Có chị lấy rồi, số 25 chị lấy rồi. Lấy rồi, ok. Lớn thôi, cái này nhỏ. Chị có đi đâu, đi cái này. Được. Anh Vũ ơi, đổi thật thôi, Vũ ơi. Cái tiệm này đông người, cái tiệm kia trong mình vắng. Ở đây hả? Ở đây lấy hết khách rồi. Sao đây có một trong chỗ có hai tiệm. Đúng rồi. Là cái Raja hai tiệm đó đúng rồi, chính xác. Anh Vũ ơi, kìa Hollywood đó hả? Hello. Nè, bây giờ nè, cái này mình sẽ làm khôm ngón này nha. Mình làm khôm. À. Cái này là mình sẽ sơn top lên là mình xong nha mấy bạn.
Ok, cái này là mình sẽ làm cái bông TD trên cái mặt này nha mấy bạn ha. Còn cái này mình sẽ đính đá cho mấy bạn nha. Ok, coi như là hoàn toàn mình sẽ làm hết tất cả. Dạ, yeah, I'm gonna do diamond, I'm gonna do 3D flower, I'm gonna do a whole bunch of different stuff. Ok, here we go. Cái này, cái này làm chrome thì mình làm sơn gel. Mấy bạn nên nhớ cái sơn gel bắt buộc mình phải sơn cái base nó lên. Mấy bạn đã hiểu là cái base của nó sơn như thế nào, sơn cho thật là mỏng. Nè, thấy không? Nào, sơn thiệt là mỏng thôi, cái này cũng vậy luôn, mình cũng phải cần cái base lên, chúng tôi là chúng tôi nó chóc hết. Nè, nhớ, sơn thiệt mỏng, mỏng bao nhiêu đẹp bao nhiêu. Em này cũng phải cần này để chút xíu mình làm base, chút xíu mình làm bông nè. Ok. Em còn học marble, em không biết là. Ồ, marble deep á, cái này là nãy là marble deep nha. Thấy không? Rồi, con bỏ vô đèn cho chứ. Chút xíu làm không? Anh làm cho tay em, khỏi chụp luôn. Anh làm cho tay em học được hết tất cả. Cách xếp gì, em muốn học cái gì, anh chỉ cách cho anh làm cho. Anh nên phá xuống anh làm cho. Em làm cho em như vậy mình học hỏi dễ hơn. Chứ bây giờ mình không có. Sau đó bây giờ mình sẽ lấy cái sơn chai gel đen này mình sơn nha. Này màu đen là màu này màu 60. Ok, oh hello, lâu quá không gặp, khỏe không? Lâu cũng gặp, cũng gặp khô lón luôn nha. Mới gặp lại á. Mình làm chrome thì bây giờ ha. Mình lấy những cái màu này mình làm chrome nè. Tất cả những cái màu nó có shimmer chút xíu ở trên đây là nó ra chrome được hết. Nè, thấy chưa? À, thấy màu này làm chrome không? Thì vì nếu mới làm giờ lấy ra chỗ đi coi. Thí dụ bây giờ mà khách mà nó làm như mà bộ deep màu thường như vậy. Sau rồi nó muốn sơn gel. Ok. Giống như là cái chị nãy chị hỏi đó, làm deep thường xong sơn gel. Bây giờ mình deep thường xong mình sơn gel này. À. Chị làm gel ombre. Làm gel ombre thì làm gel ombre cũng được luôn. Nhưng mà cái màu này. Cái này là gel thôi nè. Gel color. Gel color. Sao nói màu đen mà ra màu xanh vậy? Này màu xanh chứ màu đen, xin lỗi. 60 là màu xanh. Gel ombre đấy ạ. Đúng là gel ombre đây. Không có là làm gel làm chrome chứ phải làm ombre, xin lỗi. Cái này mình làm chrome. Ok, bỏ vô đèn cho chú. Can you lift the camera to see how handle? Ok, 7, ok, hold on one second. Ok. I just polished that. I'm going to do chrome for her. So I'm going to use this for chrome. But I am using that color because it's a little bit darker. Let me see if I have any color that is darker than that. No. That's the... Why am I having two white color in here? Ôi trời ơi, đem đi hai cái hũ màu trắng chi không biết. Rồi hơi tỉnh. Thả vô đây. Rồi lấy ra cho chú cái đó đi. Ok. So I'm gonna polish another palette, another color. Thì thường thường á là mấy cái màu tối á mình làm chrome á thì nó sẽ nổi lên đẹp hơn. Các bạn biết không? Yeah, but you need black though. Black stand out better when you do chrome. Okay, nhớ này đi. Màu xanh này là xanh sao xe mới ra. Anh có đủ matching with powder. Có anh có 100 màu. Mới ra được 100 màu à. Bao nhiêu một cặp? Như mười mấy đồng. No mà cặp 3 luôn á, cặp 3 là 10 là 18 đồng cặp 3. Cặp 3 là sao? Cặp 3 là bột rồi hai chai này nữa. No bây giờ đã có một. Có bột rồi thì em cặp này hình như là coi anh không biết anh hỏi hình như từ lúc chị. 9 đồng là phải, anh nghĩ cỡ đó. À, sau khi mình sơn cái đó xong mình phải sơn thằng khớp nó lên rồi mình mới lấy ra cho chú đi nè. Yeah, sau đó mình sơn là mình sơn khớp lên nè. Ok, mấy bạn nên nhớ mình sơn khớp nha. Yeah, sơn khớp cái gel á, cái khô nó quan trọng á là cái phải sơn cho thật đều. Đúng rồi. Mình sơn không đều á, nó không có đẹp, nó bị thiếu á, nó không có đẹp. Như đó, ok. Rồi con bỏ vô đèn cho chú đi. Rồi sau khi bé nó lấy ra là mình lấy những cái màu nào mà làm, màu này cũng làm khôn được, đa số màu nào cũng làm khôn được hết. Màu này cũng làm khôn được luôn này, thấy không? Đó.
khi mà nó khô rồi cái ra là mình dip nó vô cái là nó thành cơm liền nè. Trước khi khuôn cho vào đèn bao nhiêu giây anh? À, sau 60 giây khi mà nó khô rồi mình lấy nó ra mình làm cơm. 60 giây. Đánh khôm bằng không bằng mút, đút vô cái ra thành khôm liền. Đánh như là dip ấy. À đây này, bây giờ này. Này cái này nó khô đúng không này? Khô này nó khô bóng này đúng không này? Nè, đưa nó vào này. Ra này ha. Nè. Đưa nó vào cái nữa này. Đưa nó vào cái nữa này ha. Lấy ra này ha. Ừ. Này giờ phục vụ đi này. Đó, thấy không? Thế là không phải là còn không mà mình muốn mà cho nó thịt bóng giống như là cái đó thì mình lấy cái cây mình chà nó. Cây gì anh? Thì lấy cái cây đó mình chà nó ra thì nó sẽ ra bóng hơn. Đó, thì nó chà thì ra như vậy thì nó sẽ ấy thôi. Đó, thấy chưa? Thì lấy cây chà thôi thì nó ra khôm này thấy không? Đó, xin treo nó ra khôm như vậy nó sẽ đẹp hơn. Đó. Hello Thuy Tiên em. Rồi đó mấy bạn thấy không? Đó, đây là bây giờ làm dip thường xong rồi sơn treo và đánh khôm. Ok. Rồi sau đó mấy bạn sơn top này. Ok. Đây sơn top xong này. Đó đây là dip khôm nha mấy bạn. Thì cái bột của mình á được cái như vậy này. Mình làm được nhiều, mình nhiều được nhiều ấy lắm. Mình dip cũng được này. Mình đắp bột cũng được nè. Mình làm bông tuy đi cũng được và đồng thời mình làm khôm cũng được luôn. Là biết sao chỉ có mấy cái kim tuyến nhũ vậy mới làm khôm. Đúng rồi, tất cả okay. Những cái màu đó anh có list ở trên mạng, trên đó hết là những cái màu nào có shimmering là em làm khôm được hết. Ok. Nó ra khôm rất là đẹp. Thấy ra khôm đẹp không? Nè. Cực kỳ đẹp luôn. Cái top dip của em bên này bóng nhỉ? Trời, top của Coffee Chiso nó nổi tiếng là top bóng. Bóng hơn BD luôn mà. Nên BD nói là trời ơi anh top của anh bóng hơn em. Chị sầu đó hả anh đi. Ờ tất bóng ở bên đây. Sao bữa nay tự nhiên may mắn tình cờ tới đây được gặp anh. À vậy hả? Ok, cái này để chút xíu mình làm mấy bỏ nó lên đèn cho chiếu đi. Anh khỏe. Nãy giờ là anh nó đó thực ra thì sáng giờ chưa khỏe lắm tại chưa thấy em chưa khỏe lắm. Rồi bây giờ là anh lấy màu nào cũng được hay là bắt no, nó có những cái màu nào mà nó có shimmering như vậy này ở trong nó có cái list. Trong chi sầu. Làm khôm thì em chỉ sơn, em sơn lên thôi. Chút xíu anh làm cho em. Đó gì? Những cái màu này làm khôm là hết anh. Anh em muốn cái crom vàng đồng luôn có không anh đi vậy? Nó có một cái khôm màu vàng có nhưng mà đồng cũng có luôn. Nó không có bóng lưới giống như là khôm kia đâu. Tại vì nó có pha bột trong đó rồi. Thì nó không thể là bóng lưới giống như là cái khôm original được. Hiểu không? Tại cái khôm original là cái thiết bằng của nó rất là nhỏ. Mà bây giờ nó đi pha vô bột rồi thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả mấy cái chai tốt này có được 20% off hôm nay không? Được hết, ngày hôm nay là chai này là 8 đồng. Thường nó là 10 đồng, hôm nay chai 8 đồng. Top và bí này luôn và mát luôn, tất cả là 8 đồng hết. Ở giá của nó là trung bình là 10 đồng. Cái mát để làm cái gì đấy ạ? Hả? Cái mát là để hôm nay anh làm cái mát là để làm ôm lên một nốt nhạc. Làm một nốt nhạc, hello em. Một nốt nhạc, nè thấy không, mấy bạn thấy chưa? Khôm rồi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm bông tuy đi cho mấy bạn coi. Cái này là mình sẽ đính đá, mà khoan cái đá. Bây giờ mình làm bông tuy đi trước. Mấy bạn coi đây. Cái này quá trời. Cái đó là ombre một nốt nhạc cho chú anh làm cho em. Đây, bây giờ mình 117 sao lớp 117 đâu phải? Phải không anh đây vậy? Sao em? Cái này làm số mấy quên rồi. Cái này là 117 nhưng mà nó không có đẹp bằng 25 đâu. 25. Em lấy sao lại 25 đẹp hơn nhiều. 60A. OM 60A. Đúng rồi, hai cái đó em làm nó ra đẹp lắm. Rồi bây giờ mình cái này trên tay là 117. Yeah. Rồi bây giờ mình làm bông tuy đi chưa? Nè. Mình lấy cái màu này mình làm bông tuy đi luôn này. Đó, mấy bạn thấy cái màu mấy cái màu tím của mình không? Ừ. Thiệt không à, thiệt luôn. Quá là thiệt luôn. Cái này là khôm phải không anh? No, cái này nó không có sim màu không làm khôm được đâu. Ồ vậy. Ờ cái nào mà cái nó có sim màu. Có nhũ ấy chị. Ừ. Cái nào nó có nhũ làm khôm mới được. 1A, 1B, 2A, 3, 2B là những cái màu đó là làm khôm được hết á. Cho tới 30A, 30B luôn làm khôm được hết á. Nè mấy bạn thấy không? Mình làm bông tuy đi cho mấy bạn coi trên cái ngón này. Ok. Bác hồi em tính tiền. Các bạn thấy không? Các bạn thấy giờ thấy ha, mình đẩy ra này. Anh trai ơi.
Nè, đấy cũng cái này. Đó, cái màu này màu lavender mới này. Màu lavender mới của chi sò này, thấy không? Mấy bạn thấy không? Lấy ra làm bông ti đi luôn. Bảo đảm đẹp. Thấy không? Cái cọ này không biết nãy giờ ở đây không có chứ anh để lên coi. Còn tìm là cách nào không? Không biết nha không. Có cây. Hôm nay là anh dùng cái tốp kia là tốp treo hay là tốp đít đấy ạ? À? Tốp nào đâu, lúc nào đâu, lúc nãy hả, lúc tốp treo này. Cái này là tốp treo này. Ờ tốp đít nó không có làm khom được đâu. Nhớ phải làm tốp treo. Heo mình nhớ mình đẩy nó này. Đấy mình làm bông 3D nè. Bột dip này cũng làm 3D được. Ô, làm được hết luôn, vừa dip vừa đắp vừa làm khom. Nó là cái bột của chi sò của nó đang năng lắm, nó làm được nhiều thứ. Thoải mái. Làm cái gì cũng được hết. Nghe không? Bây giờ đi đâu? Bây giờ đi đâu? Đó. Nhìn cá đâu? Nè thả. Thả cái bột ngay đây mình ngoáy nó này ha. Này lấy cò vàng đúng không anh? Không, anh hỏi là không có. Hello em. Hi anh. Khỏe không? Em khỏe, thank you. Ok. Rồi đó của chị ở đây này, vậy là chị biết lấy cái cọ này. Nè, đẩy ra này ha, mấy bạn coi nè. Đó. Anh David, cái này đúng không? Cái nào đúng em? Đúng rồi, nó đó. Chính xác. Còn thằng 25 nữa nha em. Thằng sau là 25. Em không nhìn thấy cái chai đen ở trong kia của cô bán đâu. Có, ở trên đó. Ở trên trong kệ mút ở trên đó nó có chai đen mò chai super base á. Rồi đem 115 đồng. Cho gió cho anh. Ờ cho gió giùm anh đi. Gió cho cô đi coi cá với. Gió ở ngoài gió hơi nhiều ấy. Dạ hôm nay gió hơi nhiều. Màu cứ màu mấy màu cũ làm được không anh? Uyên được em. Nó lavender đẹp không em? Màu cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm, màu lavender đẹp. Làm thử móng màu tím đẹp. Màu tím. Tiffany. Màu Tiffany có. Yeah. Có đẹp hay mấy cái màu đó đẹp. Màu Tiffany là màu gì? Màu xanh. Tiffany blue. À. Đẹp lắm. Đó. Hết super base rồi hả? Ủa nãy đằng sau nãy thấy nhiều lắm mà. Không còn một chai nào luôn. Ủa anh lấy lẹ dữ vậy ta? Em mua 20 chai. Ờ vậy ha. Em lấy 20 chai nè. Ờ thà em lấy hết rồi. Nhưng mà em phải để lại cho mình một chai đi. Ok. Mấy cái này có làm khom được không? Nãy nó 6 đồng. 6 đồng một hạt mình thì lo nó 6 đồng một hạt mình cho mất. 6 đồng 20 một chai. Không được đâu, cái này kia là chai không được đâu. 6 đồng 20 cho móp á. Là chưa. 6 đồng 20 cho móp. 6 đồng 20 cho móp là còn 4 đồng 8. 4 đồng 8. Ờ, đó sao em mới mua. 4 đồng 8. Đúng rồi. Cái thầy kìa anh xem. Rồi. Hình như là vậy. Bây giờ ở cái này ấy rồi. Sẵn dịp có gì. Mua luôn. À thà nào anh thấy sang anh thấy trên kệ cũng khá nhiều lấy hết phải rồi. Không chứ nhiều lắm mà lại mua cái chục chai nhiều khi mua không có. À. Nhiều khi hay bị cháy hàng. Bây giờ mình làm diamond. Super B không? Rồi B. Em xài cũng lâu á. Những cái cần đi mua không có mình. Sao cơ? 6 đồng là chưa off hay là 6 đồng là off rồi ạ? 6 đồng chưa off. 6 đồng chưa? 6 đồng chưa? À, đúng rồi. 4 đồng 8. Đẹp quá kìa. Trời ơi, cái bông tím đẹp. À, cái bông tím nó đẹp quá. Bông tím có đẹp. Anh Hoàng. Hả? Regular là 7 đồng đúng không? 20 đồng là 6 đồng. Regular là 6 đồng. Chưa trả. Chưa xong nên chưa trả. Mày có hết. No, nãy anh nói rồi mà nghe. Nên mới mua 2 chục chai. Trả tay hết rồi. Còn cái màu mới quân hoàng á. Sao cái chai này nó nhẹ bòm này hả anh? Ờ nó vậy đó, đây nè, lấy cái này. Nó đầy nè, nó đầy trong đó đó. Cái hộp đây mình tại vì cái hộp đây mình đây anh có bán không? Không, anh tuần rồi anh làm xong cái câu chủ kia cô tặng cho anh. Có cái kiến ở dưới đẹp quá hả? Ừ, người ta tặng cho anh luôn. Ờ có cái kiến dưới đẹp á. Cái loại bằng nhựa chị cho nên mới mẹ. Mở thử ra coi nó có nhiều cái chai bị khô sẵn trong. Không, ok được. Không sao đâu. Đầy đủ lắm. Khô mà.
mà, làm gì có cái gì. Có. Ấy dựng dỗ giờ đó. Trời đó, đó thấy chưa? Có. Có cái dạng nó vậy đó chị, nó vậy hận vậy á. Nó làm nhựa đây đó nha. Nó sao hết được. Bây giờ chị lấy cái tờ giấy chị lau đi để chị đóng lại, lát hồi nó bị cứng. Nó bị cứng hư luôn á. Đúng là cần đây trong đó đó. Đây phải lau đi nha, là hư đó. Hôm nay sale 4 đồng mấy cũng rẻ. Lau đi luôn là hư á. Xài thử đi. Tại lâu lắm á. Đây trong đó đó. Trời ơi, tại vì nó là nhựa thôi, đừng có lo. Đừng chút nữa còn. Máy nó bơm vô mà, không lẽ máy nó bơm yếu. Đúng đây nào trước kia. Đó, bây giờ. Rồi đó. Rồi, con bỏ dây đèn đi chứ. Cái này nó có cục lâm châm này, nó bỏ vô nó dính vô luôn này luôn. Bông màu tím là sao? 110. Đó đó, cái màu này là làm khôm được này, thấy không? Thấy cái màu này này này, thấy nó có vú không? Đây màu cũ. Này không, cái màu thấy vú này không? Là làm khôm được hết á. Đắp được, đít được, làm khôm được luôn. Mà cái anh lấy màu này đẹp hay màu vàng đẹp? Thì nó tùy theo chứ. Thì xanh cũng đẹp theo xanh, vàng thì theo vàng, chứ làm sao mà cân bì với nhau được. Thì bây giờ lấy hai ba màu đi. Lấy màu xanh, lấy màu vàng. Nếu như vậy thì lấy màu solid, đừng lấy cái màu này. Lấy màu solid, mi trắng thích màu solid hơn. Chị lựa màu, chị phải sale màu đó nữa. Thì mi trắng tại vì chi sầu ra hai line. OM á là mấy cái màu kia để là cho những cái màu người da màu nó thích. Còn mi trắng nó thích màu solid lắm. Mi trắng là tất cả những màu solid nhẹ này nó thích. Nó không có phải là làm giống như là màu mè tùm lum kia. Rồi đây này cho chú này, xong cái này xong là mấy bạn phải nhớ phải sơn treo top ở đây. Tại vì không có treo chóp ở đây á. Thấy không? Nó không có khô. Nó hai tầng, ba tầng nữa vô trong đó, thấy chưa? Trung Quốc là nó đang ấy, là bây giờ mấy bạn nên nhớ là như vậy này, bộ chi sầu mình không có lo ha. Bộ chi sầu mình làm ở Mỹ. Nhưng mà anh có mua bộ đất của Trung Quốc nha. Không. Cái hộp, cái hũ của mình á làm ở Việt Nam. Cái bộ của mình làm Mỹ, thiết mình của mình ở Âu Châu, đâu ảnh hưởng tới ai. Thiên thời địa lợi. Ai cúm cúm mà kệ chứ, mình đâu có lo. Dạ. Mình đâu có lo đâu, chi sầu đâu có lo đâu. Đâm ra lúc nào cũng có hàng hết đó, đầy đủ luôn. Hũ là tại vì mình đã tính trước rồi, hũ là không là ở Việt Nam. Mình tạo làm mũi Việt Nam này ha. Bột là mình mua ở đây rồi, bột là pigment, cái màu là cái raw material là của Mỹ rồi. Mình sản xuất ở đây mà. Chỉ có cái pigment thôi là pigment phải mua. Mà mình cái pigment 23 nguyên cái này là toàn là pigment của châu Âu không à. Đâm ra là nó châu Âu là cái màu của nó rất là đơn giản. Đó, đẹp nữa. Không có bị bleach nữa. Rồi cho chú coi. Đó, thấy con xong rồi này không? Đây cái tay này con khơm này thấy không? Tay này con marble nè. Tay này làm 3D này, tay này ôm rem một nốt nhạc, và tay này con đính đá. Đó. Đây chú coi chứ clean up chưa? Đẹp. Cho em ngón 3D. 3D. Em muốn làm ngón 3D. Ngón hả? Đầu dũa khoảng đây. Sao? Sao cũng được hết. Đó, anh không có giờ thôi. Đó, anh ở đây cả ngày. Anh ngồi đây để phục vụ các em. Anh ở đây cả ngày luôn. Rồi, của con nè. Này, giờ anh, cái này hơ đèn nè. Không, nó làm ra Tiffany mà anh làm chrome. Tiffany mà làm chrome là không đẹp đâu em. Không. Tất cả ở dưới xong mình đánh cái màu gì lên trên. Nếu mà tất cả những gì mà muốn làm chrome là cái nền của mình nó màu đen. Nó phải đen thì em làm ra chrome đẹp. OM 80B cái màu này là nó màu này màu nhũ đẹp lắm. Cái màu này á thường người ta bán một hũ á nhỏ xíu à là 15-20 đồng rồi. Cái hũ này nguyên hũ này có 11 đồng. Nè. Làm cái ngón nào mà cái nó, nè, thấy chưa? Làm khôm đó nó làm khôm luôn, làm khôm rất là đẹp. Mà làm cho mấy cái khác được không? Làm cái gì cũng được hết á. Anh vẽ xong rồi anh rắc lên cực kỳ đẹp luôn, màu này đẹp lắm. Nên lấy cái màu đó. Rồi, của con xong rồi, cảm ơn con nhiều. Chương trình đấy, để chú tay cái. Ok thôi, chào mấy bạn nha, bây giờ mình chia tay. Mình làm gì, có làm không? Làm gì? Anh làm rồi. Sao anh nói anh làm cho em mà giờ không làm nữa hả? Em muốn làm thì anh làm. Chào tất cả các bạn nha, hẹn các bạn lại trong vòng khoảng chừng 10 phút đồng hồ sau nha.
Julie Nguyễn, anh cửa hàng ơi, em mới mua chisel salad có nhiều màu sao nó giống sample vẻ lại lắm. Nó không giống à? Không giống là em phải theo cái ấy đó, phải theo cái màu, cái color chart nha, cái màu chart sơn á. Chứ không phải là color chart bột đâu. Theo color chart sơn á, nếu mà bột thì nó bờ lắm, nó không giống nhau đâu. Nó có cái color chart sơn riêng của nó á. Nghe Julie? Ok, bye mọi người nha, chút xíu trở lại.